Gọi này còn ra chuyện giáo hóa chúng sinh ấy, Ở đấy linh tinh. linh tinh ấy. Nói thật với thầy là con nhìn rồi, thầy thông nạc có dạy các con chết ấy. À con ốm này, ốm bên tay huynh đệ, ốm là ốm mà chết là chết trên bồ đoàn, chứ đừng coi bao giờ tết cái ái cái sử qua gia đình. Nó tội lắm, con không không muốn nói làm gì đấy thầy ấy, nhiều khi là kiểu là mình đi tu nhưng mà cô ở nhà cô dạy mình chỉ đạo, đúng nói đấy, cái kiểu như thế. Người người ta biết pháp mà người ta ức chế, người người biết pháp trưởng não này, người ta cứ lấy cái bài của trưởng não ra người, người ta trên ngọn này cứ no cho người dưới gốc đấy. Thế xong con mới bảo thôi cơm ăn bụng ai người ấy no, đừng đừng có no. Thế là nó dỗi, là nó rằn dỗi rồi nó thế nọ kia, nó bảo là quay là no trắng cho thì coi bây giờ no là gì, ai xử ra thì mình là vợ chồng, bây giờ thì mình bỏ không môn hiểu rồi. Hiểu biết thì ý cô lại bảo mình không hiểu biết, không hiểu biết cô rồi tại cô lo gì? Cho mình chẳng hiểu rồi lại còn nói sóc rồi nói làm cho nó đau buồn. Là con bảo là cơm ăn bụng ai người nó đúng rồi, cứ no người nhà, còn cái người đi nơi đừng có no, người ta đi ai xuất gia rồi đó. Thế là cô bảo là giờ người ta no cho thì kiểu là không 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 biết. Thế này, này, cái no chính là cái mà không có chu kiến đủ ấy. Đó, cái no cho này sợ là này, thế là con mới bảo nấu cơm đó, này hỏng chúng sinh rồi quét sân cái nước rồi gãy cẳng gãy nhất bây giờ tắc ý rồi. Nhưng mà này còn cái no nhất ấy là cứ gọi bằng bằng cha hay bố thì chết luôn đó, vẫn đúng không, linh tinh cho lên cái đấy là từ kiếp sau là mình lại có con thôi, vì có con gọi bằng cha, có con bằng bố, có con bằng ông, nên là họ không có hiểu. Kể cả sau này con về con đi ra ngoài Bắc thì con cũng đi biệt xứ chứ không chỉ quanh ở nhà, bữa nào thì quanh thôi, còn phải đi biệt chứ đâu được ở nhà. Mình ở nhà là mình đắm mình chết liền à, không kể đó, cả cứ thật với thầy này, ái kết sử dù à. Người ta nhìn thấy mặt mình là mình đã chết rồi, rồi. Đây điện thoại đã chết rồi, dù là kể cả cô cố tình làm thất chẳng nữa cũng không ôm thất coi là đây thì thầy xem đấy, sau con đi ở nhà đấy là nó biết là bây giờ theo pháp ông thông lạc đấy là để ẩn cư ở rừng ra cắt giái, có cái lúc nhà cửa đấy không ba tầng, điện thoại này nền tivi cái ấy này, mạng miếc thì miễn phí này, nước không dùng nó một tháng nó cũng dùng 5.000 nó 5 khối, nó bắt phải giả đóng cước. Thế mà có lẽ ở đâu hoa quả chín đầy vườn thầy, na rụng chín quá tụt chõ chỗ. Còn bòng hiện nay là hôm vừa rồi về là hôm 8 rồi chúng nó về bỏng rụng hết cây nhà, vì camera nhà thầy á. Ừ, có ai về đâu mà nhặt đâu, bỏng nhiều lắm, bỏng tiên vua màu đỏ của Thanh Hóa mang về đấy ngày xưa đấy. Thế mà không ai lấy về ăn, chúng nó ít về. Giờ nó cứ bảo xưa ông về đấy mấy năm đầu đi thế ra, thế bảo không đi sau thì sau nó còn mua đất ở đòi mua đất ở ấy ở Ba Vì ấy để gần cho con lên để gần chăm cho con về cuối đời này. Già yếu thì ai chăm, bảo ôi giời người chăm do mình chăm mình chứ, hai nữa là có huynh đệ chứ không. Vậy nên là qua nay thầy về ốm là con rất là sốt ruột, con bảo là cũng sốt ruột, con cũng thương, bảo Đức Phật dạy lục hòa cái no cả cái chỗ mà huynh đệ mình nó còn ấy, còn nghiệp nó đánh ấy, rồi lúc nọ lúc kia nên là không, mình tu này nó thử thách thôi mà. Thử thách đấy, cái thuốc thì nói thật với bác là với thầy là Nam Đông Tây Y này, dược trước ấy là Bắc, thuốc Bắc này toàn là tẩy rửa chất độc trong cơ thể con người, nó không có giá trị chữa nghiệp. Còn mình đây là do nó thử thách cái nghiệp mình đó, cái thằng tưởng nó đưa ra nhân tiện là gặp mấy vị này, cái vua ông cư sĩ về ông nói ôm đấy bắt thầy tu lại từ đầu, rồi ông cứ cái người cư sĩ họ vậy, họ thuộc là bắt đầu họ đem giáo hóa ra chuyện là trứng khô đơn rận đấy, thế giỏi nó thì cạo đầu đi, để riêng con kiến làm gì, để tóc làm gì, rồi mà rồi cứ thích nói họ ức chế mà mọi người. Họ ức chế mà thích nói cho mọi người chứ còn mọi người nói mình đâu có nghe đấy. Không có nghe, họ không nghe đâu, họ không nghe, họ chấp cho của họ. Nhất là mấy người cư sĩ người ta ở bên ngoài người ta đọc pháp của thầy thông nạc cho cái giáo án đấy rồi, cho cái tiêu chuẩn người xuất gia rồi, cứ thế soi giới thôi. Soi giới người ta, trong đó mình thì chả soi mình, lại cứ soi người ta, nó chết chết vậy. Cho nên là đúng ra là cái việc quét trước kia thì đúng ra là phải có người cư sĩ đúng rồi, nhưng mà đây nó không có thầy vận động tí tốt thi thoảng này khác.
Chứ còn cái quét đó thì nó ngoài ngoài đường đó là đúng ra là mình cũng hạn chế đâu. Mình nhiều khi khua khoắng, nhiều khi là con kiến, con trùng này khác cũng què chân gãy thẳng đấy, đúng chứ rồi. Không đùa đâu. Đúng rồi. Đấy, thầy cũng trong nào cũng nói, nhưng mà rồi mọi người cũng nói, mà chính cô nhà thầy cũng nói. Nhưng mà bây giờ này, trưởng não năm 80 khi chứng đạo xong nha bạn, thầy còn ra thầy còn cấy khoai, cấy ngô, cấy rau này, và cấy lúa để cho dân ở đấy cơ mà. Đấy, thầy bảo bây giờ mình phải bố thí chúng sinh, có sự thật đấy, chúng thầy thầy kể mà, rồi mà mọi người cũng kể mà. Vậy do đó là vì ngài tam minh rồi, ngài còn nhìn cái con kiến như nào thầy biết chứ. Ngài bảo bây giờ tác ý, phải tác ý nó, nhắc cho nó để nó chạy tránh cho mình. Đúng rồi. Để mình làm chứ đâu có thầy dạy hết rồi. Thầy cũng dạy đủ cách rồi. Cái nhà này là dùng để cho dành cho người tu hành, chứ không phải dành cho kiến các côn trùng. Chúng mày đến đây nó mới trải nghiệm là coi là phải tác ý để cho nó tìm đường, nó còn nó cố tình ý là đấy là nó đang chiếm của mình. Nó bảo người tu thì dọn xung quanh thất thôi, trong thất tí thôi, chứ bây giờ đi quét đường kiếp sau làm nhân viên môi trường. Hai nữa này còn bảo là nấu cơm thì kiếp sau ra làm nhà hàng cơm. Nói thế thì còn nói làm gì nữa. Vậy thì cái phát tác ý viết đi đâu. Đúng họ đã. Chấp đi. Mình tu này các vị chưa hiểu gì. Nó vẫn phải có theo từng giai đoạn. Vâng. Những giai đoạn đầu là mình còn đang chưa thông hiểu, trau dồi, dứt bỏ với tu tập cơ mà. Bây giờ cứ tưởng vào tu ngay ức chế chết trong những các cái lúc sơ cơ rồi là mình còn tu trong cảnh động, tu cả trong lao động. Thế rồi là chứ đâu về cái chuyện là nhưng mà thực sự là mình cũng cố gắng mình phải giữ. Mình cũng phải là mình thương yêu thực sự đấy chứ thầy, không phải quan trọng thì đâu, phải nhắc nhở nó trước khi quét, nó phải nhắc nhở nó vào trong thất mình, cả những con tắc kè này, con thằn lằn nên là mấy con ấy nó vào nó đuổi nó bọt thắn trùng đấy, nó bắt thì mình cũng phải nói nó, hay là màng nhện đấy thầy. Bảo bây giờ cái chỗ này là cái chỗ mà các ngài đến đây là tôi, là cái chỗ mà tôi đến tôi mượn tu này, tôi không dám quét cái ngài này. Bây giờ là người ta cứ bảo là phá nhà của quý ngài đi, mai chúng tôi ở đâu. Vậy bây giờ không đi thì để đây người ta vào nhìn thấy cũng chết. Trưởng lão trả lời cái câu ấy rồi đấy. Bảo bây giờ cứ phải nhắc nó lên vậy. Nhắc nó rồi bắt đầu cũng phải mời nó đi chứ. Bây giờ nó vào đấy này, nó cũng có cái nợi là cái này. Nó vào đấy là côn trùng chạy lên là nó bắt sạch của mình luôn. Đúng rồi, là nó... Nó canh cho mình đấy. Con nhện đấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ nhìn thấy cảnh sát sinh thì mình cũng xót ruột. Nó thật vậy. Nó đến đó là coi là mình coi là cũng là... Nó phòng hộ cho mình đấy. Để đó là nó cũng sẽ làm cái chuyện sát sinh là mình phải chứng kiến. Chứng kiến sự sát sinh. Mình phải chứng kiến. Mà quét đi này phá tổ nó, người ta chấp vậy. Bây giờ thì bảo thôi, cứ nhắc hàng ngày ấy nè. Thôi quý vị ơi, răng tơ vừa thôi ra ngoài răng tơ đi. Cứ giờ cái răng tơ ở trên này xong rồi để biết là bắt côn trùng, bắt các thứ cho xuống đây cho sư tăng ở dưới đây nghỉ ngơi chứ có phải là phòng ốc điều hòa nhiệt độ với chống mũi chống mướt như người ta đâu. Nhưng mà quý vị cũng phải xem xét lại, chúng tôi chứng kiến cho các vị để sát sinh. Như con tắc kè nó đốt cho con thằn lằn cái thế thầy. Đúng. Con to ăn con bé mà. Thế mà mình đuổi không kịp nó đâu. Cái đống kiến trước cửa ra vào mình kia kìa. Là coi là ban ngày chưa thấy gì, qua đêm đã thấy mấy con năn nóng nóc để cho nó khênh rồi. Đấy nó khênh ngay. Thằng to, thằng bé không thì thằng to. À thằng to khinh thằng bé. Thằng kiến to càng là chớt hết những thằng bé, con ngồi quan sát hết rồi. Cứ khất thực về thầy, cơm về nó hơi thế nào kiến chạy ra. À, chạy ra thế là bắt đầu là ông kiến càng một lúc kiến đen càng nó cắn đấy, to đấy. Nào ra ông vơ một loạt luôn. Cứ đốp ông chớt, nên bọn kia chạy bắn sống bắn chết. Kể cả những các cái con cún chiếu to tướng ngón tay đấy thầy. Vâng. Mà quay là cứ mân mê, mà quay là cứ lừ đừ ở đấy, mà quay là nó đến nó chích cho, mà quay là làm đơ ra đấy. Nằm yên thôi. Thế rồi là nhiều khi bảo mình có dẫm cái con chiếu đâu mà nó lại nằm cành như thế này. Thì ra là ông kiến ông ấy chích ấy. Nà quay thế rồi không, cái con chiếu là nó to, trong này nó to hơn nhiều người bác, to hơn to lắm, mà nó khi nói là nó quấn tròn vào đó, mà bị cái là coi là tròn. Quay tròn thì là quay là cứ để đấy, nó tha hồ hút thôi. Thế rồi những cái con run này
bắt đầu mưa mưa run chạy vào, ông còn chui cả trong nhà, mà ông chui trong nhà đây ông hôi tanh, cái nhớt đó là hôi tanh nhớt là coi ông kiến ông ngửi cái mùi đấy là ông ra mà săn luôn. Ở quanh thất chúng con thì nó sát vào rừng không? Đấy thầy nom này đấy, coi là nó sát cách con mấy sang ti, ông nhảy hết, run nhảy hết lên trên. Đúng rồi. Ông theo nước nhảy hết lên trên, sáng ra là cứ nằm đơ hết rồi. Là nằm đó là ông nó hút mà. Ông chỉ việc trước thôi. Thương đấy nhưng mà biết làm sao, nói rồi mà cứ chạy lên thôi. Biết làm sao được, mình nhân quả của vị, mình làm sao đi trông các vị được. Khó vậy, tu thành giờ nó khó vậy, cái là đại bảo lúc này ra phòng hộ khổ như vậy không nữa. Vậy nên con nói bảo là thôi không cái gì bằng cái mà thầy trò này, cùng ở nơi cái gọi là cái trung tâm an dưỡng này, trong mình tập sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, sau đó mình với lúc ốm lúc đau có nhau thôi, chứ bây giờ lúc này là nếu mà con ở nhà lúc này là chúng nó chạy nong chọc chọc hay rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình lại nợ nó, tốt nhất là mình đi. Mình đi thế này thì coi như là mình không còn nợ ai nữa. Mà rồi ông là sốt ruột. Con có về đấy, con đâu có ở nhà đâu. Có chẳng thì chỉ coi là đã qua đã lại thôi. Chứ còn vì là những cái thời gian mới, sơ cơ thì thôi thì mình cũng gọi là để cho về nhà gặp. Thế rồi dần mình phải dứt hẳn chứ. Con nói thầy, nói thầy bây giờ thôi tuổi 60, thầy con hơn 60 cả rồi. Giờ tốt nhất thầy cứ ở một chỗ, xong rồi là muốn đi tập thì hôm nào mình lại đi khất thực ở bên này, này thiếu gì đâu, ra đây bây giờ mình hàng ngày mình ra ngoài quán mình khất thực cũng vậy thôi, hoặc là đi sang bên kia đi, con còn nợ cái cần ruột ấy, cái đạo cần rùa cần giờ năm ngoái năm kia dẫn thầy Hòa đi ấy, trong họ khóc ấy, không lấy tiền họ khóc đấy, bảo thôi có duyên thầy tháng sau ra đi nhé, bảo thì có duyên không biết bao giờ ra được. Cái sông cái biển này bây giờ nó có phà rồi, ngon rồi, mình đi thì có người chở thôi, không có no gì cả. Cái người sang giao duyên này một năm mình giao duyên mấy lần đấy, xong còn mình về trung tâm đi chép bài đi thầy mà tu đúng sách đấy. Bây giờ mình không hiểu nên phải chép cái đã, rồi trau dồi cái đạo đức của mình, rồi bắt đầu dứt bỏ pháp thiện, pháp ác, lấy pháp thiện từ trong ý nghĩ của mình, thân hành khẩu hành ý hành, nó như vậy rồi bắt đầu với nào tu tập. Nhưng mà đây người ta tu cứ ép vào người ta vào ta độc cư bỏ cá điện thoại này, bỏ hết mọi thứ này, kể nghe pháp cũng bỏ, người ta chưa thông hiểu ta phải nghe cái này. Này này nó chấp như vậy. Cái cư sĩ bây giờ ngoài đời nó tung tăng được nó chẳng nhìn thấy chưa, của nó là thiếu chưa học hiểu thì lại cứ kêu là coi là ấy. Nó cũng phải có đọc học. Thầy xem đấy, cái hôm nọ ông sư ông chín mấy từ gần trăm tuổi đấy, gần bằng tuổi thầy Thanh Từ đấy, tu theo Phật Thiền Tông đấy. Con nó sáu mấy tuổi giờ xuống hàng 8-9 đứa con hay 10 đứa sao đấy, nó cứ gọi ông cha mồ ôi, rồi cả ông cháu nó đến nó quấn víu lấy ông vậy. Kiếp sau chắc chắn một cái nộn người thì phải có con có vợ có con chứ, có người gọi ông rồi mà mình nhận rồi, bằng ông bằng bà rồi, rồi hay là bằng con bằng cháu rồi, thì kiếp sau phải tìm có cái chỗ người ta đến đấy. Bây giờ mình huân tập từ cái đời kiếp này, từ đời tu này, chứ đâu đã tu dứt ngay một ngày đâu. Trong cái đời sống dưới luật như vậy còn ăn uống phi thời lung tung cả, biết đâu là người nó gấp thịt mặn cho về gia đình mình ăn, rồi là ba nó là ăn vặt thì mình ăn, rồi tiền mình có tài khoản riêng. Thì thầy bảo như thầy đây, thầy trò mình đây có tài khoản riêng đâu. Ngày ăn một bữa như này vẫn còn chưa, còn đang thì no đây, mà những ông kia thì chắc chắn nộn là chắc rồi. Nộn này người này cuối cùng phải có vợ có con, là vì có bố mẹ rồi, nó gọi bố bằng cha rồi, nó có đứa nó gọi ông rồi thì là phải có thôi, gọi là sống trước đổi đâu sống sau đổi đấy, các cụ dạy đấy. Hai nữa là ý làm chủ, ý tạo tác, ý rồi các pháp, cái ý của mình để cho người ta chấp nhận, mình vẫn gọi người ta là con thì vẫn cứ gọi cha với ông, thì tự nhiên là bố thì nó phải kiếp sau phải có người nộn lại chứ. Mình đã huân tập từ bây giờ thì có những người nợ nghiệp bây giờ này, từ ngay từ kiếp này rồi thì làm sao, nên là cái chánh kiến của nhiều quý vị là không để ý. Đại bộ phận cái của thầy Thanh Từ là cứ 50 tuổi là ra khỏi chúng, xong về đi tìm thất, ông nào có phước là tu ở rừng, còn không có về nhà hết thầy, nhà người ta cúng cơm cho mình ăn, lấy ông sư nhuận đức nhà mình đấy, về giờ là bà vợ cứ nấu cơm cho nương đó mà,
sau là ngồi ăn, mình ăn đâu một tiếng, bà ấy chỉ ăn 15 20 phút xong rồi đứng lên cứ ngồi chờ chờ thôi 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 ngồi ức chế lắm. Bà đứng lên đi, tôi cái bát đĩa cứ để tôi mà bà mang bát đi rửa rất là ngại, thôi cứ để đây Mà tôi dọn cho, nhưng mà như thế là cũng ức chế. chung quy lại con nói với thầy nghe, muốn có được chánh kiến thì cũng phải từ giới luật, Đúng rồi, phải là giới hạnh, giới hành, chế giới đức đức giới hạnh giới đó. hành. Thế rồi từ cái chỗ là giữ giới rồi là hành giới, thế rồi bắt đầu nó mới cái đó là nó cũng phải là có chánh kiến thì mới hành được, Không có những kiến hành chứ thành đâu thầy phải khó thật với thầy. là phải biết được là trong đó là thập thiện thập ác, là cái pháp đối trị, rồi cái 32 cái pháp đối trị, thế rồi cái nhiều thứ lắm, tuy thế thôi nhưng mà còn là cái phải có bất hoại tịnh, không Tứ tu bất hoại tịnh cũng không được, tứ bất hoại phải tịnh thì niệm Phật niệm có, pháp niệm tăng niệm giới thì vâng, có niệm phải có giới, vô lậu không có đấy, giới thì làm sao không mà vô niệm lậu giải. không xong. Ông vô lậu là cái ông coi là luôn coi là công Người bằng, đời ấy là người ta chỉ có mỗi ba cái câu niệm Phật niệm pháp thôi, niệm tăng thôi chứ còn không có niệm giới. Do đó là cái bên cánh đại thừa hay các cái đạo các cái tông phái khác ấy là không quan tâm đến giới. Có bao giờ ông nào dám giảng giới mà nói thẳng nào? Thầy bây giờ vẫn còn đang cầm tiền, thầy bây giờ vẫn đang ăn hai bữa này, thầy biết là giảng giới là vi phạm. À cái ông gì mà thầy nói chuyện nhỉ, ông gì nghiêm nhỉ, ông cái gì xưa nghiêm hay là nghiên nhỉ, nhiên 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 giới nhiên à hay sắc nhiên à hay gì nhiên đấy nhỉ, giới, giới nhiên, không phải ông. nên là thầy nói là quay là bây giờ chỉ có những các cái giảng sư mới lại giảng Giác nhiên giác nhiên, mà ông chết mất rồi. Ông ấy còn phải thừa công nhận là coi là ông là cái người cũng chỉ làm chưa, ông là giảng đấy nhưng mà ông còn chưa là ấy đâu, Ông giảng kim vàng võng đấy, và ông mà giảng coi là ông bảo là muốn ấy là phải là một cái người phải nghiêm trì giới luật đấy. vâng cái cỡ nào thì mới đấy, còn còn không hề không dám coi là nhận chúng đâu, không dám thâu chúng đâu, vì là mình coi là Tu chưa xong đã ấy đâu mà giới còn mình thiếu. dám lại thâu nhận chúng, mà mình Ông còn giác nhiên, thích giác giác nhiên nhiên là ông rồi cái ấy dịch kinh Nikaya ra, à, kinh kinh Nguyên Thủy của ấy, ấy của Ấn Độ ấy, ông đọc y vậy luôn. ông đó là ông ấy là cái người giảng cái Purika Vô-đề-ca. đó, nhưng mà coi là trưởng lão bảo vì ông đó là không có hành cho nên là ông giảng theo kiểu khô cằn khô cội, chứ giảng như thầy thì nói người ta gì đến đâu là nó mát rượi à, Người ta dễ vào. nó có Con nhớ là đúng ông Giác Nhiên ông ấy giảng nhưng mà ông ấy nói thôi, nhưng tiếng nói của mà ông thôi. nói như vậy thôi, nhưng mà vì lại không hành cho nên là nó cảm thấy là nó khô cằn khô cội, thầy nói rõ ràng Cái ăn uống của ông thì những con không để ý, chỉ biết hình ảnh thôi thôi. Nhưng tầm khoảng sáu mấy thì đấy, năm mấy sáu mấy đấy. Cái ảnh cách đây 3 năm ấy, thì cái bài pháp ông ra liên tục. Nhưng người khác đưa mà hỏi họ không nói là còn hay không sống. ông đó là chuyên giảng về cái lưới Đi thế Bồ Đề giới. Ca đó, Vâng, đi thế giới đấy. Vâng. Bồ Đề Ca, mà coi là thầy bảo là cái Bồ Đề Ca đó nếu như có vài bốn năm người chứng như thầy thì sửa lại toàn bộ, Vâng. nhưng mà vì có một mình thầy Đấy thì như cái thôi thầy ông không ấy được. con nghe y vậy này, con cái khiếp này này. Thầy nói là năm lúc ngồi dịch mà viết sách ấy, mà nó tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. 2 giờ sáng ấy, thầy cho mình đã phải dậy rồi đúng không? Thế ông không dậy xong mới đi ngủ đấy là phí thời nhá. Sao ông không nghỉ đúng giờ đi, sao ông dậy? Đấy là cái trì kiến. Hai nữa là khi đi ngủ hai con chó nó cứ ngồi để nó chờ đi ngủ. Đến lúc ông nhảy lên giường ông nằm thì bắt đầu hai con hai bên nó quen rồi, hai con rúc hai bên nách là quen rồi. Thế thì chứng tỏ ông có nằm ngửa.
đúng không? Mà này đi ngủ với con vật hay con chó vậy thì chỉ giới ránh chết thôi. Yeah. Trong kinh Phạm Võng nói là không được nhận nuôi con vật mà. Chính ông giảng ai giảng nữa. Yeah. Vậy vừa rồi thầy nói là mất rồi, với hai con xem lại thì không ai nói, nhưng mà cũng là mất rồi, nhiều người nói mất rồi, ông mất rồi. Những các cái ông đó đâu có giải thoát được đâu. Không giải thoát. Mặc dù là những ông thầy đấy nhưng mà không giải thoát. Giải thoát thì không là thầy trưởng não mình biết liền. Yeah. Kể cả cái ông Trần Nhân Tông là con đang đánh giặc ấy. Thầy mình chỉ nói trong nội các mình biết thôi, chỉ là một người đại chính trị chỉ đâu không là đạo đức đấy, đại chữ, nhưng mà đạo đức thì sâu thẳm vào ấy, là bên trong đấy là đạo đức mà nhân bản nhân quả thì lại chưa có đủ, chưa đủ để giải thoát. Nếu đủ được thì nó giải thoát rồi, chưa đủ. Ở nhà vui đạo hãy tùy duyên, đói thì ăn, khát uống nhọc thì niền. Đói không được ăn thầy cho mình đói, chưa đến giờ ăn là chưa được ăn nhá. Hôm nay đi có thực không có được thì mình cũng thôi chịu chứ biết làm sao được. Tắc ý bảo nó đi ngồi thiền, thầy nói dạy. Đi ra kia nó cho cẳng quả dừa, bảy bát thường mình mang về đâu, mình đeo dừa đi theo còn lấy cơm nữa đâu. Thầy thông nạc cả đi cái lần đi có thực đấy. Và đợi mãi rồi đi nó bắt đầu nó mang quả dừa ra dí vào trong bình bát này, con bảo cái quả dừa to tướng ấy. Cái thời đó thì ấy thôi, bây giờ các, bây giờ thì các không, sư thiện xảo rồi, không khôn ai, rồi. Không ai rồi. Coi là các sư không có cái gì thì thôi, nhà luôn Phật tử là bổ ngay ra cho. Và coi là lấy cái cồi với lấy nước luôn đúng không? Chứ còn nếu không mang cả quả dừa đến đầy bát rồi mang ra không? Đúng rồi. Thầy bảo này, bây giờ đấy thầy cho mình sáng đi khất thực ngoài kia nhá. Thì họ chặt run dừa đấy thì bảo thôi chặt cho thầy đi, thầy cảm ơn đúng không? Còn vét hết cái củi cho vào ấy đi, cho vào bình bát. Xong rồi là ấy, xong rồi là cho nước vào đấy túi bóng ấy. Rồi mình xin nó cũng được, không sao, nó cũng vậy thế không gì đâu, mình đưa cả con bề dừa vào túi thì về vào cái bình bát thì còn nói gì nữa. Con nghe những các cái thầy là nói về các cái thầy mà xuất gia đi hành pháp ở bên Nam Đông à? Bên đi nước ngoài ấy, mà quay là hầu như là người ta cúng dường là quay là đi là đi hết lượt chứ đâu phải là cứ đủ ăn đầy bát là để ra đâu. Vâng. Quay là các thầy là ôm khiếp lắm, vì là họ cũng cả mặn cả chay linh tinh xòe hết mà. Vâng. Thì về coi các thầy nói là mình nữa cái gì chay mình ăn. Còn hôm cái đấy gì này đây? Đúng rồi, hôm đấy này còn có thế này thế này. Vâng. Cái hôm ông rủ con mời con đi đấy mà có người no tiền này đấy, đi Ấn Độ vừa rồi đấy. Ông bảo đi không nỗ đâu, không đừng có nợ là sợ nợ Phật tử. Nên đi sang đặt đỉnh bát này xong rồi nó đi nó viếng ấy, cứ đặt chắp tay vậy một loạt như vậy. Vâng. Thế là các nước ấy như là Indo nó về rồi mà, Mỹ các về hết. Thái Lan rồi Myanmar nào Campuchia họ đi qua nó tụng bằng cái kinh, bằng đọc có cái loa mà đồng thanh nó đọc cái kinh của Ấn Độ ấy, tiếng Pali ấy, xong đi qua cứ chắp tay xong là đứng đấy là nó cứ bỏ tiền đô vào, tức là cái vào đó, vào trong ấy thì vâng. Nãi thì bảo nãi nhiều, thế là các ông cứ hay đi Ấn Độ như vậy. Cái đó là họ cũng theo kiểu truyền thống rồi. Rồi rồi. Khi mà đến cái ngày giờ là các ông ấy là ấy là coi là cả có bao nhiêu cây số đường đó là hầu như Phật tử là người ta cứ đứng chờ các ngã ba ngã bung ở vệ đường đó. Thế mà các thầy đi là các thầy đi từ đầu đến cuối chứ không có phải đi đến đoạn đầu đến đoạn giữa rồi các thầy về đâu. Nếu đi kiểu như vậy ấy, thì là coi là dần là không đi đến các cái đoạn kia rồi một vài lần là người ta chán, người ta không phục để phục vụ các thầy nữa, cho nên là buộc là các thầy phải nhận hết. Nhận hết thế thì trong đó là cúng mặn, có chay có thì về là nửa cái chay ăn, còn cái mặn thì coi lại cúng lại cho các sư của bên đó, các thầy chùa bên ăn mặn. Chứ coi là đâu có họ có nguyên chay đâu, cả mặn cả lung tung xòe. Con thấy này, cái phái cất sĩ hay phái Nam Tông bây giờ cũng vậy. Thôi Việt Nam nó còn tí thì mình cũng phải ca ngợi đi, nhưng mà thời ông Phật đóng phim ấy 50 tập ấy không thấy có cái túi to đâu, mỗi cái túi được mỗi cái bát bình bát đi nhỉ. Đúng rồi. Với thứ hai là không thấy đeo cái chuông cái mõ, làm gì có chuông mõ đấy. Mà nó chẳng thấy đeo cái trống như ông Trần Nhân Tông ấy, của ông Huyền Quang Pháp Loa ấy, của thầy Thanh Tử đấy. Thế mà người ta đi vậy chứ bây giờ cái cánh mà đạo phát triển ấy, với đại thừa ấy, hai cái cổ tay này may rộng đến 70-80 phân này, gọi là cái áo hậu ấy. Cái áo hậu à, đúng rồi, xong rồi
cái gì đi đâu cũng bỏ vào hai cái đáy hậu thì có bằng hai cái đáy to như như cái những cái to hơn cái hột mì tôm. Nói ví dụ như là tiền nong vất hết vào đấy đúng không? Cái tòm vào đây. Đủ thứ phong vị ông bao là các vị ghê không? Đấy đi đi vay hai cái áo đấy nó sáng tác từ đâu không biết, từ từ Trung Quốc hay là từ Đài Loan, mà hai áo mà hai cái vạt áo vạt cổ tay đấy. Ui trời ơi, rộng dài 70-80 phân này này. Đúng. Con bảo là chơi vải đấy là phải hết nhiều vải. Nhưng mà bên cánh cất sĩ mình thì làm gì có cái gì cầm theo, còn mỗi cái bình bát. Và nếu mà cái bình bát mà may ra to to nó hai cái túi là thêm vào đấy, nhưng mà lấy đủ ăn chứ đâu có dám lấy nhiều đâu. Được. Mà rồi kể cả cái chỗ cái chỗ thầy Pháp Ngộ ấy, cái hôm cái chú Hạnh ở đây này, chú bảo là đi làm đệ cho thầy ấy, là coi là thầy ấy xin được là coi là bao là cả cái bao tải là coi vị kia cứ phải đi đằng sau khoác đấy. Thế trong đó là có tiền thì là bị tòm hết ở tòm vào cái túi. Thế còn lại là cái đồ là bỏ vào bắt cái chú Hạnh khoác. Thế cuối cùng là cái ông Pháp Ngộ thì ông tu bên Nam Tông. Thế là chú ấy chán, chú chán cái thầy đó rồi. Mà cơ bản là ông học cái lớp Trường Não năm Thích Thông Nạc năm 225 ông hỏi nhiều nhất đấy. Nhưng mà hỏi để vậy thôi, ông nhiễm từ đâu ngoài thôi. Thơm rồi thầy ơi, chú chán thầy, thầy vào trong ấy đi, không cứ để vậy. Thầy thầy vào trong kia kệ kệ để thằng nó đi, con bê vào cho thầy. Thầy thầy mang chăn vào đi, thầy xông tí là nó hết cảm thầy. Bây giờ chỉ có huynh đệ mình ở với nhau ở cái rừng này chứ làm gì có ai đâu. Bây giờ mà đi về người nhà nó biết rồi nó sốt ruột kệ nó. Không thầy về ấy thì thầy phải ở không, đúng rồi ngồi đấy đi.